Xin chào các khán giả của S Việt Nam. Cách đây một năm, bộ phim Unhinged, kẻ cuồng sát đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi nội dung chính của nó xoay quanh cuộc rượt đuổi kịch tính gây nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nguyên nhân gây mâu thuẫn lại chỉ bắt nguồn từ một hành động rất đời thường: bấm còi xe. Vâng, hãy thử tưởng tượng vào một ngày không đẹp trời cho lắm, bạn đi ra đường và trong lúc bạn đang gặm nhấm một cảm giác khó chịu vì bất kỳ lý do gì, thời tiết xấu, tắc đường, muộn giờ làm, thì có một người đi đằng sau bạn và bấm còi tin tin với thái độ bực dọc, thúc giục bạn di chuyển trong dòng xe đông đúc. Bạn sẽ làm gì? Em tin chắc rằng dù bạn có xử lý tình huống này như thế nào thì cũng sẽ không đến mức khủng bố như các nhân vật chính trong bộ phim kia đâu. Nhìn chung, trong thực tế, thái độ của người Việt đối với hành động bấm còi xe cũng cực kỳ khác so với người nước ngoài. Khác tới mức mà du khách sẽ cảm thấy người Việt kỳ cục làm sao ấy. Và sự khác biệt đó mới chỉ là một phần trong 6 điều kỳ lạ về Việt Nam đã được cô gái ngoại quốc có tên Blossom liệt kê trên trang blog của mình. Bạn có tò mò muốn biết về những điều khác lạ mà cô gái này nói tới là gì không? Nếu có thì bạn đừng bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của video ngay sau đây nhé! Điều đầu tiên, ở Việt Nam dường như có tồn tại một thứ gọi là văn hóa bấm còi. Bấm còi ở Việt Nam thường có nghĩa là xin chào, tôi đang đi tới này, cẩn thận nhé. Nếu như ở nước ngoài, người ta sẽ bấm còi khi đang phát điên với những tài xế tồi hoặc có ý muốn nguyên rủa hành động lái xe một cách ngớ ngẩn của ai đó. Thì ở Việt Nam, bấm còi là lời báo hiệu cho người khác biết rằng có người đang lái xe ở phía sau bạn, vì vậy nên đừng phanh gấp, đừng giảm tốc độ đột ngột. Và việc ấy thường đi kèm với một cái gật đầu và nụ cười thân thiện. Đôi khi nó còn có nghĩa là, ê, nhận ra tôi không? Người quen này. Nhưng đôi khi cũng có thể sẽ là, này, tránh ra đi, nhường đường cho tôi. Xe cộ ở Việt Nam rất đông đúc và việc bấm còi dường như chẳng có tác dụng trong trường hợp tắc đường. Nhưng họ vẫn dùng nó như hy vọng vào một phép thuật nào đó vậy. Ở Việt Nam, việc bạn băng qua đường giữa dòng xe cộ đông như kiến cỏ là hoàn toàn bình thường. Họ sẽ không dừng lại để bạn qua đường đâu, mà chỉ vừa đi vừa né bạn ra thôi. Những chiếc xe máy sẽ biến chuyển đi xung quanh bạn khi bạn đang bước trên đường. Thực tế thì ngoài cách đó ra, bạn chẳng tìm được cách nào mà sang đường cả. Nói chung thì khi sang đường ở Việt Nam, bạn đừng quên nhìn thẳng, bước chân phải dứt khoát, mạnh mẽ lên. Tuyệt đối không đi theo kiểu bước nhảy cha 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 đang tiến lại lùi, xe cộ không thể né được. Và sẽ có nhiều lần bạn nhìn thấy em bé trên một chiếc xe máy đi lướt qua mình, đừng giật mình. Thông thường, cả gia đình cùng đi xe máy thì em bé cũng sẽ được người thân ôm kẹp ở giữa cho tiện và an toàn. Còn có một kỷ niệm khác rất đáng nhớ trên đường phố Việt Nam, khi anh xe ôm chở tôi dừng ngay giữa đường phố và cố nói với tôi một câu theo Google Translate, nghĩa là bạn rất đẹp. Trong khi đó, ở đằng sau những chiếc xe tải cứ lao lên. Tôi thực sự đã phát khiếp và nghĩ rằng mình sẽ gặp tai nạn mất. Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra, họ vẫn đi xung quanh chúng tôi như bình thường. Chắc chắn, điều này chẳng bao giờ có ở Mỹ, bởi nếu bạn làm vậy thì sẽ có tai nạn rồi. Người Việt rất thích dùng xe máy giống như người nước ngoài dùng xe ô tô vậy. Họ rất lười di chuyển bằng xe đạp khi mua đồ ở chợ. Cơ bản thì đạp xe đi mua đồ không thể chở được nhiều và chạy nhanh như xe máy. Bên cạnh đó, như tôi đã nói ở trên, đi xe máy có thể luồn lách qua chỗ đông đúc, chứ không tới mức kẹt cứng trên đường như khi đi ô tô. Điều kỳ cục thứ hai, dường như người Việt không có khái niệm về thời gian chính xác. Khi tôi hỏi bất kỳ người Việt nào về khoảng thời gian sẽ kết thúc hoạt động hoặc điều gì đó tương tự thì không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Khái niệm thời gian ở đây là một cái gì đó rất mông lung và họ chỉ biết khi họ bắt tay thực hiện nó chứ không ước chừng được. Với những người phương Tây vốn dĩ khắt khe về mặt thời gian như tôi thì bỗng nhiên buông bỏ được điều này đem lại cảm giác khá thoải mái. Xét trên khía cạnh nào đó, đây là một điều tốt khi mọi thứ sẽ linh hoạt hơn và bạn cũng sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn cho mình. Tuy nhiên, sự xây dịch về thời gian hẳn sẽ rất khó chịu khi ai đó hẹn bạn gặp mặt mà lại đến trễ. Hay như người Việt vẫn nói, đó là bệnh giờ cao su. Không chỉ không có khái niệm về thời gian chính xác, người Việt cũng không có khái niệm về không gian cá nhân. Xin nhấn mạnh là không hề có. Những gì của tôi là của bạn, và những gì của bạn là của tôi. Kể cả khi đi vệ sinh, bạn cũng có thể nói chuyện được với nửa kia của mình. Đó là điều mà tôi đã thấy ở những cặp đôi người Việt. Họ quan tâm nhau từng chút một, và đôi lúc cãi nhau cũng vì sự quan tâm đó. Nhưng suy cho cùng, khi tâm lý của phụ nữ khá dễ thông cảm, nếu cánh đàn ông không làm gì có lỗi, thì sao lại phải phản ứng gay gắt quá mức với những câu hỏi han kiểu ai nhắn tin mà anh cười tủm tỉm vậy? Còn một điều kỳ lạ nữa mà ban đầu khi mới tới Việt Nam, nó làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Mỗi lần đi dạo hay tập thể dục buổi sáng, kể cả trong những thành phố lớn như ở Hà Nội, tôi đều bị người dân địa phương nhìn chằm chằm. Ở phương Tây, hành động này bị cho là thô lỗ. Nhưng ở Việt Nam, sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra là họ không hề có ác ý gì cả. Họ nhìn tôi vì sự hiếu kỳ đối với một người đến từ quốc gia khác, mang màu tóc, màu mắt, màu da khác. Hoặc đôi khi, họ nhìn tôi chăm chăm rồi thốt lên, bạn thật đẹp. Và thế là tôi bật cười,
là phụ nữ, ai mà chẳng thấy vui vui trong lòng khi mình được chú ý vì vẻ bề ngoài thu hút cơ chứ. Thú thực thì khi đi ngoài đường, thi thoảng tôi cũng nhìn chằm chằm một ai đó, và đó thường là người đang cầm trên tay cái điếu cày. Tôi thấy ở Việt Nam có một loại thuốc lá rất lạ, người bản địa gọi nó là thuốc lào. Ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, đi qua những quán nước vỉa hè, thế nào bạn cũng có thể thấy một ống chè rất lớn, hay còn gọi là điếu cày, được kê sát ở cạnh bàn uống nước. Người Việt tin rằng hút thuốc lào sau bữa ăn thì khói thuốc sẽ giúp họ tiêu hóa tốt hơn. Nhiều nhà hàng cũng có vật dụng này và nó thường được dùng chung với nhiều người. Bên trong điếu cày là một loại thuốc lá chứa nicotine cực mạnh. Nếu hút không quen, nó sẽ khiến bạn ho và run tay cả ngày. Người Việt gọi cảm giác ấy là phê. Tôi không chắc đó có phải là kiểu phê khi hút cần hay không nữa, vì tôi chưa thử cả hai thứ đó. Nhưng tôi đã thực sự sốc khi nhìn thấy người ta ngất ngây bên cái điếu cày. Tôi có một vài người bạn cũng đi du lịch ở Việt Nam. Một anh chàng trong số họ tò mò vì không biết vị thuốc lào như thế nào nên đã mạnh dạn thử. Thực ra thì tất cả chúng tôi đều tò mò, nhưng không ai đủ can đảm để thử rít một hơi theo cách nói của người Việt. Kết quả, ngay sau khi hút, anh ấy đã đổ gục tại chỗ. Theo như miêu tả của anh bạn tôi thì cảm giác say thuốc lào mạnh đến mức khiến người hút bị mất thăng bằng, trời đất quay cuồng, nhìn một thành hai. Dù bản thân đã ghì chặt mông vào ghế, nhưng người cứ đổ về phía trước hoặc sang hai bên mà không thể kiểm soát nổi. Ngoài ra, còn có cảm giác nôn nao khó tả. Nghe vậy thì tôi đã tâm nhủ, may mà tôi không phải là người dũng cảm cho lắm. Và điều cuối cùng, như tôi đã nói nhiều lần trước đây, người Việt còn nổi tiếng với những món ăn gây hoang mang và thậm chí là sốc văn hóa. Đối với phương Tây, những món ăn như trứng vịt lộn, tiết canh, đuông dừa sẽ tạo nên cảm giác khiếp sợ. Nhưng đa số với người Việt thì các món ăn này hoàn toàn bình thường. Họ có thể không thích ăn nó, nhưng cũng không tới mức tỏ ra hãi hùng khi bắt gặp nó trên bàn ăn. Trong số các món kỳ lạ này, tôi đã thử trứng vịt lộn. Nhắm mắt mà thử, theo nghĩa đen, nếu không biết là mình đang ăn một con vịt non nhỏ xíu xiu, thì tôi cảm thấy món này cũng rất khá. Vị ngọt của nước bên trong quả trứng thực sự hấp dẫn, có vị giống súp gà vậy, và phần lòng đỏ ăn bùi bùi rất tuyệt. Nhưng khi mở mắt ra, thì tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để thử lại lần nữa, dù vị của nó cũng ngon. Qua những điều mà Blossom chia sẻ, có thể thấy rằng cô ấy đã mở lòng với những quan điểm khác biệt trong văn hóa Việt Nam so với phương Tây. Văn hóa ở mỗi quốc gia là khác nhau, nên thay vì phán đoán một chiều và bài xích điều gì đó, hãy thử nhìn từ góc độ khác để thấy cũng có những điểm tốt trong sự khác biệt đó. Còn các bạn có nhận xét ra sao về những điều mà Blossom cho là kỳ cục ở Việt Nam? Bạn nghĩ chúng ta có nên thay đổi điều gì trong số đó không? Nếu có thì hãy để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tham gia thảo luận với Ad. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chủ đề thú vị tiếp theo trên kênh Ad Việt Nam.